Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay lâu lắm rồi mình mới quay lại cái clip này. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái lẩu buffet rau. Lẩu là lẩu hải sản. Lẩu hải sản với buffet rau. Thì trong cái lẩu này nó đặc biệt cái là tất cả các rau ở nhà là ở nhà trồng ha. Tất cả các rau đều là ở nhà trồng hết, không có rau mua, chỉ có hải sản thì mới mua thôi. Đó, nó lọt cải nè. Cải xanh này, cải salad nè, cái cải này mua nha mọi người, cải thảo là mua nè, cải salad là ở nhà trồng, cải bẹ xanh với rau thơm này là ở nhà hết, có cải thảo trắng trắng lúc nãy là mua thôi, cải này cải xanh nè, rau muống nè, tất cả đều là rau ở nhà trồng trên sân thượng hết á mọi người. Hải sản này tôm với mực là mua. Rau muống mọi người thấy nó non ngon không, trồng bằng thùng xốp đó. Con này cải cũng trồng thùng xốp luôn, tất cả rau đều trồng thùng xốp. Thịt heo để cuốn rau sống ăn. Tôm nè, tôm có cái gập đó trên đầu nó vàng vàng đó mọi người, mực thấy ngon chưa. Bánh bánh đây thì mua rồi đó, cái rau cải son này nè đó, kế nồi lẩu đó cũng nhà trồng đó. Lẩu thì nấu bò viên, bò viên với lát nữa mình sẽ bỏ tôm với mực vô đó, này mới nấu trên bếp xuống xuống thôi, đang sửa soạn để chờ mọi người tới rồi châm lửa lên. Bỏ cái nồi lẩu chính giữa, lẩu điện. Rau mọi người thấy rau ngon không, hết sức là ngon luôn, rau toàn là rau nhà trồng hết. Đó, cái rau thơm nữa nè, rau này là ngò gai, rau húng rồi rau quế rồi mấy loại rau thơm đó. Rồi đây rau salad, đây salad hôm trước Tết mình bữa trước mình có quay đó. Rau này là rau rau cải son này, răng rau này nó giòn giòn ngon lắm mọi người, rau này ít bán ngoài chợ lắm. Nồi lẩu trên bếp này mình nấu nồi lớn này ra rồi mình mới xớt được một ít, nó có cái đường viền đó, xớt ra cái nồi lẩu kia đó, một nồi lẩu kia chỉ có khúc nữa thôi, nồi lẩu này rất là lớn luôn. Mình quay sơ lại cho mọi người coi ha. Lẩu này là buffet rau luôn đó mọi người. Đó, giống y buffet rau thôi, tất cả các loại rau ở nhà trồng trừ rau cải thảo. Lẩu hải sản buffet rau, rau này là ăn no mệt nghỉ luôn. Nên chỉ hái một một phần ở đó đủ ăn bấy nhiêu nè, còn nhiều nữa trên sân thượng nữa, rau còn nhiều thùng thùng nữa. Cái lẩu này mình ăn với mì gói mọi người. Mình sẽ lấy mì gói mình chế nước vô đó. Chế nước lẩu vô ăn. Có tài khoản, nó có tài khoản YouTube mới đăng lên. Nó cái nồi lẩu bây giờ nó chuẩn bị sôi lên rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ bỏ cái mực vô, bỏ mực vô trước, bỏ một ít vô. Cái mực này thì mình bỏ tới đâu mình ăn tới đó thôi. Cái tôm thì mình có thể để lâu hơn cho nó ra nước nó ngọt cũng được. Còn cái mực mình để lâu quá là nó sẽ teo hết, nó ra nước hết cái mực đó. Lẽ ra nãy nên bỏ tôm trước rồi mực sau. Thì lát nữa sẽ có gì mình vớt cái mực nó chín mình vớt cái mực ra trước. Còn bò viên nữa là nấu trên bếp nó chín rồi, mới xớt ra cái nồi này thôi. Cái nồi nước nó sôi rồi, mực mình bỏ vô một xíu là trụng lên là nước nó sôi là ăn được rồi đó. Cái gì ập nắp lại để cho nó sôi lên cho nó ngon. Mọi người thấy nồi lẩu đã chưa, hấp dẫn chưa, này mới thịt không á, chưa có bỏ rau vô nha mọi người. Nó mới để cho nó sôi sôi lên rồi rồi mình vớt mấy cái mực ra rồi lát mới bỏ rau. Nó có gan nữa. Nó con tôm này mọi người thấy tôm nè, tôm này là tôm tôm
Phương Gạch, nãy giờ quên nick. Đó, tên này lúc mua nó còn búng 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 mọi người, tôm tôm sống đó, nhìn nó cái màu nó tươi ghê chưa, chứ không phải tôm mà lúc mua mà nó trắng nhạt là nó chết lâu lắm rồi. Còn cái này là lúc mua nó còn sống về đó. Về rồi mình rửa nó sạch sẽ xong để lâu nó chết đó. Đúng rồi, lúc mua ngoài chợ là nó còn sống luôn á, nó gọi là tôm tươi. Người thấy chưa, hấp dẫn chưa đó. Tôm này tôm khác này đó, là tôm này tôm khác, tôm kia nó đậm hơn, mấy tôm này cũng còn sống luôn á đó. Đó, tôm này nó đậm hơn này, tôm này tôm gạch nó lẩu nó chín rồi nè mọi người. Múc ra cái chén mì, bạn này ăn mì với thịt heo đó, chà chi vát nữa, cộng chà chi vát ăn nó lẩu. Ăn lẩu mình uống bia thì nó no, nó đầy bụng mọi người. Lẩu chỉ có uống rượu mới ngon thôi đó. Còn ăn mấy món khác thì uống bia nó hấp dẫn, chứ còn ăn lẩu mà uống bia nữa nó no, không ăn nổi cũng không uống nổi đó. Mình uống rượu, rượu này là rượu ở nhà ngâm luôn. Ông anh ở nhà ông ngâm rượu rất là nhiều loại rượu, rượu quắc, rượu vải, rồi đủ thứ rượu hết. À, cái hũ mực này mọi người, à, mực sắt khúc ra sẵn rồi, lát nữa chứ nước sôi vô rồi cái mình bỏ vô lẩu, mình trộn sơ cho nó chín là ăn thôi, chứ không có bỏ vô nấu là nó nhỏ xíu, không còn mực để mà ăn luôn. Thấy mực hấp dẫn chưa, tươi luôn á. Theo luộc này là để kẹp lại rau sống, cuốn bánh tráng, chấm mắm ăn. Này sắc ra nè. Đó, mình lát nữa mình bỏ vô rau sống nữa, cái mình trộn đó, mấy rau này, rau thơm nè. Bỏ rau sơm, rau thơm này, rau xà lách nè. Đó, rau thơm với xà lách này là cuốn thịt luộc với bánh tráng. Đó. Này ăn là nhất nhất dách luôn. Salad nè, salad này mình trồng nó nhiều quá nên nó lớn tốt không có được. Đó. Bữa trước không có chỗ đất mà bứng ra nữa, nên nó dày quá, nó nhỏ nhỏ vậy đó. Còn, rau này là rau cải, cái gì mình quên tên tiêu ta. Cái này rất là ít bán ngoài chợ, giống như cái son cái gì vậy đó. Cái này rất là ngon, ăn nó giòn giòn ngon lắm mọi người. Này ở nhà mình trồng ở trong thùng xốp rồi mình cắt xuống nè. Ngoài chợ ít bán rau này lắm, không biết nó chợ khác có không, chứ mình ở chợ mình không thấy rau đó. Bây giờ mình bỏ vô rau này, cải nó ăn sống cũng được mà nấu lẩu cũng ngon luôn. Sống thì mình chọn mấy cái đợt non non đó mình ăn đó. Giờ mình bỏ rau vô, nãy mình vớt hết nó mực ra rồi, bây giờ mình bỏ rau vô rau để mình trộn nó lên. Hấp dẫn chưa? Mình đi mình đừng ngoài tiệm thì có thể lẩu rồi nhiều thịt, nhưng mà không có cái chỗ nào mà rau cũng ngon như thế này. Chắc chắc là không có cái chỗ nào bán lẩu mà nó ngon, rau ngon như thế này, rau ngon và nhiều thế này. Cùng lắm một nồi lẩu nó cho một dĩa và kêu thêm dĩa để tính tiền thôi, chứ không có mấy rổ rau này. Nên cái lẩu này mình gọi là lẩu hải sản buffet rau à, lẩu buffet rau luôn á, giống như Đà Lạt nó có lẩu buffet rau á. Nó cho một cái lẩu và rau là mình tự đi lấy quá trời, để quá trời á. Thay vì buffet đồ ăn thì nó để nhiều đồ ăn, muốn lấy gì lấy, còn này buffet rau muốn lấy gì rau gì lấy đó. Còn cái này ở nhà mình để cũng quá trời đó, nhiều, rất là nhiều rau, ăn rau mệt nghỉ luôn đó mọi người. Rau này là rau tính tay mình trồng luôn ở nhà luôn đó. Rau muống, rau cải đủ thứ hết, rau thơm đồ đầy đủ. Người thấy hấp dẫn, giờ mình trộn rau vô sơ sơ cho nó chín thôi, rồi mình vớt con rau ra đó, chứ không là để nó rụt rau đó. Mình trộn rau vô rồi mình vớt ra đó, thấy nó chín rồi mình vớt ra. Khi nào mình bỏ mì á, mình rồi mình bỏ rau vô mình chế mình ăn, chứ không có bỏ rau để lâu trong nồi lẩu là nó mềm rau.
Đó, cái rau cải này, cải nó muống rồi nó chín rồi đó, mình vớt rồi đó, thấy hấp dẫn chưa? Hấp dẫn cho mọi người. Cái này mình chấm mắm mình ăn rồi cũng ngon. Đó, không ăn mì thì để vậy mình chấm mắm ăn thôi, ăn rau với thịt rồi uống rượu. Đó, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn thì còn gì bằng nữa. Nhà hàng nào mà được ngon như vậy, khoáng mà cũng không được, chỉ ăn lẩu với rau thôi, chứ không có cái lẩu nào mà quá trời trời rau như vậy, xung quanh đều là rau hết. Rồi, bây giờ mình ăn cái đó nha mọi người. Có gì lát nữa nào mà hay là hấp dẫn mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Để mình ăn chèo lái rồi chứ không là hết đó. Mình ngồi quay miết là không còn gì để ăn luôn đó. Nên vớt ra là cho nó hết trong nồi nha mọi người. Để rau ở trong nồi là nó mất ngon cái nồi lẩu, mà rau nó cũng không ngon, nó rục nó mềm mất hết ngon. Rồi chào mọi người, mình đi ăn nha. Đó, mọi người thấy cái nồi lẩu ngon thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình để xem những clip tiếp theo ha. Ai mà đăng ký thì nhớ comment bên dưới để cho mình biết nha. Bye bye, chúc mọi người ngon miệng nha.